Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ cây xanh công minh liên quan đến 19 tỉnh, thành phố Ngày 9 tháng 7, BBC cho hay cây xanh công minh bị khởi tố, phân phôi cả hệ sinh thái, liên minh khắp cả nước. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra A09 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh và các tỉnh, thành phố liên quan để điều tra ba nhóm tội, trong đó có tội danh tham nhũng nhưng dù đã khởi tố vụ án, Bộ Công an vẫn chưa khởi tố bị can nào. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, vì cơ quan an ninh chứ không phải cơ quan cảnh sát là bên xử lý vụ án, cho thấy đây có thể là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo Điều 16 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Thực tế đã cho thấy, Bộ Công an đã yêu cầu hàng loạt tỉnh thành cung cấp hồ sơ Dự án trồng cây đô thị liên quan công minh để xác minh dấu hiệu tội phạm bao gồm các tỉnh thành phố như Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu và Gia Lai. BBC dẫn kết quả rà soát của Bộ Công an cho thấy có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu ở nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Báo chí nhà nước mô tả Công Minh là công ty có khả năng trúng thầu vô địch. Công ty này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy, trải dài trên 19 tỉnh thành phố trên cả nước và nhiều nhất ở các địa phương như Bình Phước, Đà Nẵng, Sài Gòn, Long An và Tây Ninh. Và đây là hình đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, cục phó A09 tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 7 về vụ cây xanh công minh. BBC dẫn phân tích của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, biện pháp của công ty cây xanh công minh để vô địch trúng thầu là thay đổi người đại diện pháp luật liên tục, tăng vốn điều lệ, xây dựng hệ sinh thái để liên minh nhằm tăng khả năng trúng thầu. Theo tờ báo này tính đến tháng 3 năm 2023, công ty Việt Nam Xanh đã có tới 11 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở Đắk Nông và tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. BBC dẫn thông tin, công bố dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh có 1.600 cán bộ nhân viên với 63 văn phòng đại diện ở 52 tỉnh thành trong cả nước. BBC nhắc lại lưu ý về việc bên khởi tố vụ án cây xanh công minh là cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an A09, chứ không phải Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03. Theo điều 16 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, một trong những nhiệm vụ quyền hạn của A09 là điều tra vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kiểm tra hoạt động điều tra, xử lý của cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh. Và đây là hình công ty cây xanh công minh nhận huân chương lao động hạng 3 năm 2019. BBC dẫn lời một luật sư nói rằng trong trường hợp c công 3 quá tải thì lãnh đạo Bộ Công an có quyền yêu cầu bên cơ quan an ninh điều tra làm án, đặc biệt là một số vụ việc lớn. Trong vụ án cây xanh công minh đã có gần 20 tỉnh thành trực thuộc Trung ương phải cung cấp hồ sơ về các gói thầu của công ty này. Như vậy, ở đây có yếu tố vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và không loại trừ khả năng vụ này liên quan tới nhân vật lớn. BBC bình luận xét về mối quan hệ cơ bản thì bên chủ đầu tư các công trình cây xanh là chính quyền các địa phương. Do đó, các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ nếu có xảy ra như cáo buộc thì hẳn có sự tham gia của cán bộ nhà nước. BBC cho biết thêm, báo công thương đã nhắc tên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 là ông Lê Trương Hải Hiếu con trai cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là người đã ký gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng mà chỉ có một mình cây xanh công minh tham gia đấu thầu và trúng thầu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vụ cây xanh công minh liên quan đến 19 tỉnh, thành phố. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô quyết kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông tổng, liệu tham vọng có thành không? Lên chủ tịch nước, xem như nắm chắc trong tay xuất đặc biệt để khỏi bị ép nghỉ hưu vì quá tuổi. Nắm trong tay bộ công an, xem như có thượng phương bảo kiếm để tự vệ và trấn áp đối thủ. Xem như mọi điều kiện đã tụ về tay chủ tịch nước. Giờ đây, ông chỉ cần đợi đến khi Tổng Bí thư về với Lenin, hoặc lâu nhất là chờ đến Đại hội thứ 14. Thời gian dự kiến diễn ra Đại hội 14 là đầu năm 2026, không thể diễn ra sớm hơn. Từ nay đến đó còn 18 tháng, quá dài để chờ đợi, trong khi chính trường biến động theo từng ngày. Thời gian là kẻ thù tất cả, kẻ thù đối với sức khỏe của tổng trọng, kẻ thù với cơ hội của Tô Lâm nếu ngồi im trên ghế chủ tịch, chỉ để chờ đợi, có khi cơ hội lại vụt mất. Và đây là hình những ngày qua vụ Sibotra dưới thời ông Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội bị xới lại. Hiện nay, Tổng bí thư đang là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 và trưởng tiểu ban văn kiện đại hội 14. Tiểu ban nhân sự chính là bộ lọc, chọn người vào trung ương đảng và ủy viên bộ chính trị. Nếu ông Tổng kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 và Tô Lâm trám ghế Tổng bí thư, thì ông sẽ là người thay thế ông Tổng ở vị trí trưởng tiểu ban nhân sự. Lúc đó, Tô Lâm sẽ mở cửa cho nhóm Hưng Yên ồ ạt tiến vào thượng tầng chính trị, đồng thời chặn nhân sự của các nhóm khác. Tuy nhiên, làm sao để kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông Tổng là bài toán khó đối với Tô Lâm. Gần đây, Tô Lâm đang dịp dây cho xới lại vụ sai phạm trong dự án Sibucha khi ông Trọng còn làm bí thư thành ủy Hà Nội. Ý đồ của Tô Chủ tịch khá rõ, đấy là ông muốn Tổng Trọng rút lui sớm như những người khác đã từng bị đánh trước đây có vẻ như Tô Chủ tịch không đủ kiên nhẫn để đợi ông tổng chết vì bệnh mà muốn ông tổng phải rút lui khỏi chính trường sớm hơn. Tuy nhiên, việc bứng ông trọng lại không hề đơn giản như bứng Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ, bởi ông trọng vốn là cây đại thụ với những rễ vừa to vừa khỏe, đâm thật sâu, lan thật rộng và bám thật chắc. Vây quanh ông tổng là hàng loạt ủy viên bộ chính trị và ủy viên Trung ương Đảng, chỉ tính riêng trong ban bí thư đã có đến 8 ủy viên bộ chính trị. Đấy là chưa kể những người ngoài ban bí thư như ông Nguyễn Văn Nên cũng là người của ông Tổng. Vì vậy, để bấn được Tổng bí thư, Tô Lâm cũng lên kế hoạch rất bài bản. Đấy là vừa cưa rễ vừa bấn gốc. Hiện Tô Lâm đang nhắm vào Phan Đình Trạc và Trần Cảm Tú là hai rễ lớn của cây cổ thụ Nguyễn Phú Trọng. Việc đánh vào uy tín và trách nhiệm người đứng đầu kết hợp với việc đánh vào thuộc hạ của ông Tổng. Liệu đây có phải là liều thuốc đủ mạnh để Tô Chủ tịch cho ông Tổng kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 hay không thì còn phải chờ xem những diễn biến sắp tới. Và đây là hình sức khỏe ông Trọng rất yếu, nhưng có vẻ ông Tô Lâm không kiên nhẫn đợi được tới ngày quốc tang. Với những sự kiện liên tục diễn ra trên chính trường, cho thấy tham vọng của Tô Lâm quá lớn. Điều đáng nói là sau mỗi lần thành công tham vọng của Tô Lâm càng lớn hơn và chưa biết đâu là điểm dừng. Ban đầu, nhiều người đánh giá Tô Lâm đánh gục Võ Văn Thưởng chỉ để được hưởng suất đặc biệt, kéo dài sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, khi Tô Lâm đã thành công trong việc nắm chức chủ tịch nước và giữ được Bộ Công an trong tay thì có vẻ như ông đang muốn kết liễu sự nghiệp chính trị của ông tổng để ông sớm thay thế mà không cần đợi đến đại hội 14 để hưởng suất đặc biệt. Tham vọng lớn thì ắt gặp chống đối lớn, lần này cả ông tổng và phần còn lại trong bộ chính trị sẽ chiến đấu chống lại Tô Lâm. Họ phải bảo vệ quyền tiền mà họ đang có đồng thời cũng bảo vệ cho con cháu họ, những người đang được cơ cấu để hưởng nguồn lợi bất tận từ 100 triệu dân đen. Xem ra ý đồ kết thúc sớm nhiệm kỳ thứ ba của ông Tổng không hề dễ dàng đối với Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô quyết kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông Tổng, liệu tham vọng có thành hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.